điểm tâm linh và sự gia trì. Chúng ta đều nghe nói thân người rất quý báu. Quý vị có nghe nói vậy không? Đức Phật nói rằng một con rùa từ tận dưới đáy biển ngoi lên mặt nước và ngẫu nhiên chui vào một cái lỗ bé xíu của một miếng gỗ đang trôi qua. Như vậy còn dễ hơn là trở thành con người, có nghĩa là được sinh ra làm người. Nghe nói vậy thôi, nhưng quý vị không biết nó quý báu nhường nào. Tôi sẽ dùng toán học giải thích để quý vị biết là quý vị quý báu ra sao. Giống như tiền, quý vị biết không? Chỉ để làm người, quý vị phải có ức tỷ của hàng ức tỷ, không phải về phương diện tiền bạc mà về phương diện tâm linh. Thiên đàng có tính điểm. Thậm chí đôi khi họ viên chúng tôi, họ ngồi thiền, họ ngồi như thế này. Đôi lúc dựa vào vai nhau mà ngủ. Tôi biết hết điều đó, nhưng tôi vẫn nói với họ. Cho dù quý vị ngồi mà không tập trung được, thậm chí không thể nhập định thì cũng không sao. Miễn là quý vị cố gắng hết sức là được rồi. Nhập định có nghĩa là trạng thái giống như, nói sao nhỉ? Trạng thái sóng não thê ta, đại khái vậy, rất yên tĩnh, thanh tịnh, hoàn toàn yên bình, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và lúc đó không có gì có thể quấy rầy quý vị. Trong tiếng Phạn họ gọi đó là nhập định. Bây giờ cho dù họ ngồi như thế này, họ vẫn có điểm. Giống như kinh doanh buôn bán trong thế giới chúng ta, mọi thứ đều tính theo đơn vị tiền bạc hay tài sản. Thiên đàng cũng có điểm để phân loại chúng sinh. Loài người chúng ta vô cùng quý báu. Tôi nói chính xác con số là 9,2 ức tỷ của hàng ức tỷ điểm tâm linh để có được một thân người. Phải, vỗ tay đi. Hãy hoan hô chính mình. Hãy tự chúc mừng chính mình. Quý vị thật sự quý báu trong con mắt của toàn cõi vũ trụ. Tôi ước gì quý vị cũng biết như những gì tôi biết. 20 ức tỷ của hàng ức tỷ điểm để sống trọn 100 tuổi. Sau 9,2 ức tỷ của hàng ức tỷ điểm để được sinh ra làm người, quý vị cần thêm 20 ức tỷ của hàng ức tỷ điểm nữa. Bởi vì sau ức tỷ, tôi không biết chúng ta còn đơn vị nào nữa hay không. Cho nên tôi nói ức tỷ của hàng ức tỷ điểm để sống trọn 100 tuổi. Chúng ta cần 400 ức tỷ của hàng ức tỷ điểm để lên cảnh giới thứ ba của thiên đàng. Có những thiên đàng khác nhau. Nhiều người chúng ta nếu không tu hành hoặc thậm chí không ăn thuần chay hay trường chay, nhưng trong kiếp này chúng ta không làm gì sai trái, sống lương thiện, nhưng ăn thịt hay những thứ khác vì không biết sự nguy hại của nó, thì quý vị được lên cảnh giới thứ nhất, gọi là thiên đàng Atula. Nơi đó rất đẹp, gần giống như ở đây. Chỉ có điều là thân thiện hơn, an bình hơn và đẹp đẽ hơn. Quý vị ước điều gì là có ngay lập tức. Đó thậm chí chỉ là cảnh giới thứ nhất. Vậy mà những người chết được cho là chết lâm sàng trong vài phút đồng hồ. Họ lên thiên đàng này, khi trở về họ khóc suốt mấy tháng liền. Bởi vì sau khi biết thiên đàng Atula, họ không muốn trở lại thế gian này nữa. Thử tưởng tượng xem, một số người đi lên cao hơn vậy nữa thì thế nào? Thiên đàng nhân quả là cảnh giới thứ hai, còn có cảnh giới thứ ba, thứ tư và đến cảnh giới thứ năm, chúng ta dừng lại ở đó. Chỉ có những chúng sinh thuần khiết hơn mới được ngự trên cảnh giới thứ năm. Nếu lên được cảnh giới thứ ba hoặc thứ tư là đã may mắn lắm rồi. Sau cảnh giới thứ ba, chúng ta không bao giờ phải trở lại cảnh giới đau khổ ở những hành tinh như địa cầu của chúng ta nữa. Địa cầu chúng ta có hạnh phúc mà cũng có khổ đau. Tôi chỉ cho quý vị biết một chút, dĩ nhiên không phải toàn bộ nhật ký của tôi, vậy sẽ lâu lắm. Tôi đã nghiên cứu những điều này trong lúc thiền định, những điều mà trước đây quý vị chưa bao giờ nghe đến, cho nên nói sao nhỉ? Đây là lần ra mắt đầu tiên. Thậm chí hội viên của tôi cũng chưa nghe qua, vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với quý vị để dâng tặng cho mẹ Tây Cơ, Ken Cún và quý vị, bởi vì quý vị là những người tốt. Nếu quý vị muốn làm người sống đến 100 tuổi,
Chuyện đó nói rồi phải không? Hàng ức tỷ của hàng ức tỷ điểm. Bây giờ nếu quý vị muốn giàu có như triệu phú thôi, chứ chưa phải là tỷ phú. Nếu muốn trở thành tỷ phú trong lúc làm người, quý vị cần thêm 300.000 ức tỷ điểm. Và nếu muốn được khỏe mạnh cả đời, quý vị cần 350.000 ức tỷ điểm tâm linh nữa. Người bình thường, nếu muốn có sự quân bình về tinh thần cả đời, có nghĩa là kiên cường, ý chí kiên cường, thì quý vị cần thêm, Chúa ơi, tôi không đọc được cả chữ viết của mình. Có dược sĩ nào ở quanh đây không? Lẽ ra tôi nên làm bác sĩ. Chúa ơi, viết chữ như thế này đây. 60.000 ức tỷ điểm để có được ý chí kiên cường, để được sức khỏe hơn người. Tôi nói với quý vị rồi. Bây giờ chúng ta cần 700.000 ức tỷ điểm nếu quý vị muốn làm vua hay hoàng hậu. Thì cũng giống như bất kỳ những gì ở đây đều phải trả giá. Có điều là để đạt được những điểm tâm linh này thì khó hơn là kiếm tiền. À, kiếm tiền đã khó rồi, nhưng có điểm tâm linh còn khó hơn. Thật ra dễ thôi, nếu quý vị biết cách thì cũng dễ. Tôi sẽ không cho quý vị biết đâu, bởi vì quý vị không muốn. Quý vị chỉ muốn cứu địa cầu với tôi, vậy là được rồi. Nếu quý vị muốn làm tổng thống của Hoa Kỳ, thí dụ vậy, đừng nói cho ông Obama biết nhé. Ngoài những điều tôi vừa nói với quý vị lúc nãy, thì quý vị cần có thêm 530.000 ức tỷ điểm nữa. Nếu quý vị muốn làm hoàng tử hay công chúa, hoặc chẳng hạn như thủ tướng, quý vị cần 460.000 ức tỷ điểm. Nếu muốn có chỉ số thông minh 150 như Einstein, quý vị cần 220.000 ức tỷ điểm. Nếu quý vị muốn xinh đẹp giống như tôi chẳng hạn, nói đùa cho quý vị cười thôi. Nếu muốn xinh đẹp như Mariana Tosca ở đằng kia, quý vị cần thêm 200.000 ức tỷ điểm. Nếu quý vị muốn có chất giọng hay, như quý vị biết là ai vừa hát lúc nãy, quý vị cần 183.000 ức tỷ điểm. Nếu muốn có mối quan hệ tốt với thế giới, với những người chung quanh và bất cứ người nào quý vị gặp, quý vị cần 270.000 ức tỷ điểm. Nếu muốn sinh ra trong một đất nước thanh bình, quý vị cần phải có thêm 240.000 ức tỷ điểm. Nếu muốn có cuộc sống hôn nhân tốt, đừng kêu ca nếu quý vị không có, bởi vì đều là lỗi của quý vị. Hôn nhân tốt cần 230.000 ức tỷ điểm. Nếu muốn có con cái ngoan ngoãn, cũng đừng than phiền nếu quý vị không có, đều là lỗi của quý vị. Con cái ngoan ngoãn cần 350.000 ức tỷ điểm. Nếu muốn nổi tiếng như quý vị biết là ai rồi, quý vị cần 170.000 ức tỷ điểm để trở thành người nổi tiếng trong kiếp này. Các vị minh sư thì khác, những điểm này chỉ dành cho người bình thường thôi. Còn đối với người tu hành, thí dụ như pháp môn tôi chia sẻ, họ được lợi ích nhiều hơn, có nhiều sự câu thông hơn, cho nên có thể được nhận thêm từ ngân hàng của vũ trụ. Nhanh hơn, mau hơn. Rồi càng có nhiều điểm chừng nào, quý vị càng có lời chừng đó. Thí dụ như hôm qua nếu tôi thiền, tôi sẽ đạt được như 300 ức tỷ điểm, chẳng hạn vậy. Thì hôm nay, tôi sẽ đạt được như là 600 ức tỷ điểm nhờ lãi suất. Càng có nhiều điểm thì tôi càng được ban thêm. Đây là điểm chính. Vậy làm thế nào để chúng ta có được tất cả điểm này? Chúng ta có rất nhiều sự gia trì. Khi tôi và quý vị đang ngồi đây, quý vị không biết rằng mình đang nhận được nhiều sự gia trì từ các vị thần trên thiên đàng, từ các thiên thần đang ở chung quanh những người tốt. Nếu quý vị là người tốt, không sát sinh, tôi chưa nói đến ăn chay đâu đấy. Nếu bản thân quý vị không trực tiếp sát sinh loài vật, nếu quý vị chỉ ăn thịt tại vì quý vị không biết, bởi vì quý vị mua ngoài chợ hoặc làm nó giống như thỏi sô-cô-la, thì quý vị không thấy tội lỗi gì mấy. Tôi không biết nên dùng từ gì. Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết từ nào khác. Tôi nghĩ không ra từ nào khác.
Thí dụ, cho dù quý vị không ăn chay, nhưng tâm quý vị tốt, quý vị giúp đỡ tha nhân, sống cuộc đời lương thiện, quý vị thật sự chân thành và trong sạch. Rồi quý vị giữ ngũ giới, chẳng hạn vậy. Quý vị không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối. Quý vị không tà dâm, không dùng chất gây nghiện như ma túy, rượu, v.v. Quý vị giữ đời sống của mình y như vậy, thì có thêm năm thiên thần luôn ở xung quanh bảo vệ quý vị. Tưởng tượng được không? Quý vị có bao giờ cảm ơn họ không? Càng giữ giới, quý vị càng có nhiều thiên thần. Đây là những điều có thật. Đây là những điều chúng ta có thể đạt được nhé. Thí dụ như tính theo tỷ lệ phần trăm, 100% thì thiên thần thường sẽ gia trì cho quý vị 5%, thánh thần sẽ gia trì quý vị 5%. Tất cả sự gia trì này có ở khắp nơi. Nếu chúng ta không làm điều gì sai trái và còn ăn thuần chay, thì chúng ta có thêm nhiều sự gia trì hơn nữa. Thêm hoài, thêm nữa. Nếu tọa thiền, chúng ta còn được nhiều hơn vậy nữa. Thí dụ một người không thiền thì được gia trì 5%. Nhưng người có thiền thì được 15%. Tại sao vậy? Bởi vì chấn động lực cao hơn nên hòa hợp với sự gia trì của những cảnh giới cao hơn. Quý vị hiểu không? Bởi vì họ ở trình độ tâm thức cao hơn. Cho nên càng lên cao thì càng được nhiều gia trì. Càng cao thì càng nhiều sự gia trì, càng dồi dào hơn. Hiểu không? Chúng ta chỉ cần đạt đến đó, rồi chúng ta sẽ có được. Một vị minh sư cao đẳng, một vị thánh sẽ gia trì quý vị 500%. Thí dụ vậy, một vị thánh bình thường, thí dụ như một tăng sĩ ở Ấn Độ thiền định trường chay, thiền bất cứ pháp môn nào, không cần phải là pháp môn của tôi, vì đó thậm chí sẽ gia trì quý vị 30% công đức của mình một cách tự động. Nhưng hầu hết mọi người đều lãng phí đi. Đó mới là vấn đề. Chúng ta được ban cho tất cả sự gia trì này nhưng lại lãng phí mỗi ngày bởi vì chúng ta làm những điều không đúng đắn. Hơn nữa, chúng ta không nhớ. Chúng ta cần phải nhớ, ít nhất mỗi ngày phải ý thức về sự gia trì mình nhận được và cảm ơn họ. Cho dù quý vị không biết về điều đó, nhưng cứ cảm nhận một cách có ý thức là được. Mỗi ngày cố gắng cảm nhận rằng mình được gia trì, mình được bảo hộ và cảm ơn bất cứ ai gia trì mình, thậm chí người UFO.